NATO của Nhật Bản đây. Nhìn thấy nhiều lắm rồi, cuối cùng thì tao cũng đã sở hữu được mày. NATO sẽ có 3 cách bóc. Đây là cách 1. Sao mùi nó sao sao ấy mọi người ạ. Đây chắc là xì dầu mọi người ạ. Cuối cùng thì cái khoảnh khắc này cũng đã đến. Một trong hai gói vừa xong có mù tạt. Nặng lắm mọi người ạ. Cách bóc thứ hai. Nó là đậu tương, hơi có vị đắng, nhai thì hơi dính, hơi nhớt. Chủ yếu là không có vị gì cả. Khó ăn lắm mọi người. Mỗi tội là có cái dây dày này hay hay thôi, chứ còn khó ăn lắm. Rồi đây nhá, mọi người nhìn thật kỹ nhá. Ai mà ăn được mù tạt thì cho mù tạt và xì dầu vào. Nó sẽ có vị rất là nồng. Còn nếu như không ăn được, ăn bình thường thì nó sẽ hơi đắng và không có vị gì cả.